Cái điều đầu tiên mà chúng ta Ừ. phải nhớ là cái hạnh phúc không phải là vấn đề cá nhân. Nếu mà mẹ chúng ta đau khổ thì chúng ta không thể nào có hạnh phúc được. Hai mẹ con, một trong hai người đau khổ thì người kia không có thể nào có hạnh phúc. Nếu con đau khổ thì mẹ không thể nào có hạnh phúc. Và nếu mẹ đau khổ thì con không thể nào có hạnh phúc. Vì vậy cho nên tôi muốn nhắn với người trẻ là hạnh phúc không phải là một vấn đề cá nhân. Mình không thể nào đi tìm hạnh phúc riêng của mình được. Khi mình người mình thương á, khổ đau á, thì mình phải làm đủ mọi cái để cho người đó hết khổ và có hạnh phúc. Lúc đó mình mới có hạnh phúc chân thực. Nếu chỉ cần thắp lên cái ngọn đèn tỉnh thức, biết rằng những người thương của mình còn sống và còn ngồi bên mình, còn ở dưới chung một mái nhà với mình, và biểu tượng đầu tiên của tình yêu là mẹ, thì mình phải trân quý cái sự có mặt đó. Và vì biết rằng cái gì nó cũng vô thường, nó cũng biến hoại, cho nên mình có thể làm bất cứ cái gì mà mình có thể làm được hôm nay, nói một câu nói, nhìn một cái nhìn, mà một cử chỉ săn sóc, tất cả những cái đó đều có thể tạo hạnh phúc được.